Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Có lẽ là sau những bận rộn của công việc và những bộn bề căng thẳng của cuộc sống thường ngày thì tất cả chúng ta đều mong muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình của mình, đúng không ạ? Và Thông Mỹ tin chắc rằng du lịch giải trí chính là một sự lựa chọn được rất là nhiều người yêu thích. Nếu đi du lịch thì chúng ta sẽ đi đến những đâu và khám phá những gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đồng hành với Thảo My trong một chuyến hành trình khám phá những điểm đến vô cùng hấp dẫn và thú vị. Đó là những đâu? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Điểm đến đầu tiên đó chính là... Để có thể lên núi và bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá ngày hôm nay thì Thảo My sẽ di chuyển bằng cáp treo. Thiên Môn Sơn được mệnh danh là một trong những cung đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Và từ trên đây nhìn xuống thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy 99 khúc cua với độ uốn lượn vô cùng kinh ngạc. Và trong nó như là một con rồng đang uốn lượn và vươn mình lên đỉnh núi vậy. Thảo My đang đi trên một con đường được xây dựng cách đây chưa lâu nhưng mà đã được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất lộ. Và đặc biệt từ trên đây, khi mà thời tiết tốt thì chúng ta có thể nhìn thấy được cổng trời. Đây chính là cổng trời, nơi được xem như là điểm giao thoa giữa thiên đường và hạ giới. Tọa lạc tại tỉnh Hồ Nam, Phượng Hoàng Cổ Trấn là nơi mà các bạn không thể bỏ qua khi đặt chân đến đất nước Trung Quốc. Ban đầu Phượng Hoàng chỉ là một thành cổ nhỏ nằm về một phía của bờ sông, nhưng theo thời gian thì người dân địa phương chuyển đến sinh sống ở cả hai bên bờ. Điều này đã làm cho con sông Đà Giang trở thành một điểm nhấn rất là đặc biệt của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đặc trưng của Phượng Hoàng Cổ Trấn là đường nhỏ, ngõ sâu, hai bên là hai dãy nhà gạch với cánh cửa nâu điển hình. Khi mà đến đây thì các bạn có thể đi bộ, rảo bước hoặc là tìm một chỗ để mà ngồi và cảm nhận nhịp sống ở đây. Trên cây cầu lớn nối liền hai bờ sông Đà Giang và phóng tầm mắt nhìn ra xa, chúng ta có thể thấy được Phượng Hoàng Cổ Trấn trải dài ngút tầm mắt với những mái ngói cổ âm dương. Ở trên đầu mái là những phù điêu kiêu hãnh như là một niềm tự hào về cổ trấn có tuổi đời 1.300 năm. Con sông Đà Giang được xem như là huyết mạch, là một điểm nhấn rất là đặc trưng của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Vì vậy, nếu đã đến đây rồi mà quý vị và các bạn không thử một lần ngồi thuyền trên sông Đà Giang để có thể ngắm nhìn toàn cảnh Phượng Hoàng Cổ Trấn thì quả là thiếu sót. Và bây giờ thì Thảo My sẽ bắt đầu đi thuyền đây. Phượng Hoàng Cổ Trấn thì có hai thời điểm rất tuyệt vời để chúng ta có thể ngắm cảnh. Thứ nhất đó là vào buổi sáng và thứ hai đó là vào ban đêm. Vũ Lăng Nguyên là một quận thuộc thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Và đó cũng chính là điểm đến mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ngày hôm nay.
Đây là một ngọn thác nổi tiếng thuộc Vũ Lăng Nguyên và đồng thời cũng là bối cảnh để quay một bộ phim của Trung Quốc được rất là nhiều khán giả yêu thích, đó chính là bộ phim Tây Du Ký. Hẳn quý vị và các bạn đã từng nhớ Thủy Liêm Động thuộc Hoa Quả Sơn đúng không ạ? Nó đây ạ. Nằm trong khu danh thắng Vũ Lăng Nguyên, Hồ Bảo Phong là một hồ nước ngọt rất nổi tiếng bởi vì đây đã từng là bối cảnh quay bộ phim Để Đời Tây Du Ký. Một cái chuyến đi cùng với công ty du lịch Việt, một cái chuyến đi rất là ấn tượng, một chuyến đi với rất nhiều gia đình với nhau. Ở đó chúng ta đã kết nối được cái sự yêu thương giữa các thành viên gia đình với nhau trong một cái bối cảnh bộn bề cuộc sống hiện nay, cơm áo gạo tiền của rất là nhiều người, rất nhiều gia đình. Chúng ta quan tâm với nhau cũng hơi ít một chút xíu, và thông qua những chuyến du lịch thế này chúng ta tìm lại nhau, những cái tình cảm với nhau, chia sẻ tất cả muộn phiền trong cuộc sống. Và với chuyến đi ở Trương Gia Giới mùa kỳ này thì Quỳnh cảm giác rất là vui. Chúng ta cảm giác là yêu đời nhiều hơn, đến những cái điểm du lịch rất là thú vị, những cảnh đẹp có thể nói rất là phong phú. Sau chuyến đi thì chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống, sẽ có nhiều gọi là tinh thần hơn, có nhiều cái niềm tin hơn nữa. Và qua những chuyến đi thế này thì Quỳnh cảm giác rằng là chúng ta cần nên sống chậm lại một chút xíu. Hãy cùng với công ty du lịch Việt để chúng ta đi đến khắp mọi nẻo đường đất nước cùng với những người thân, với bạn bè chúng ta. Ở đó chúng ta cảm giác yêu thương nhau nhiều hơn. Cảm ơn công ty du lịch Việt rất là nhiều. Qua khảo sát trong chuyến đi thì rất, phải nói là tất cả mọi người đều nói công ty du lịch Việt là một công ty rất là tận tâm, rất là tình cảm, rất là chia sẻ. Phải nói là rất là yêu thương khách hàng của mình và xem khách hàng của mình như là chính mình vậy. Và phục vụ khách hàng bằng chính cả trái tim của mình. Qua chuyến đi mọi người rất là vui. Một lần nữa thì thay mặt cho tất cả mọi gia đình tham gia cái chuyến đi này, cảm ơn công ty du lịch rất nhiều. Mong rằng những cái yêu thương, những cái chia sẻ đó tiếp tục kết nối nhiều gia đình hơn nữa, tiếp tục kết nối nhiều cái giá trị tình yêu thương hơn nữa lại với nhau thông qua những chuyến du lịch thế này. Và những cái điểm đến thật tuyệt vời như điểm đến Trương Gia Giới kỳ này, một trong những phong cảnh rất là đẹp. Xin cảm ơn quý vị.